ốc đỉ hay là bánh rán hoặc quả dầm. Đi nào, dậy. Em ra ngoài, người ta nhìn thấy mặt lại cười cho. Cái gì? Đứa nào dám cười? Cười để chị xử lý, không phải xoắn. Nào, dậy. Các con đã trưởng thành, bố mẹ rất mừng, nhưng cũng rất lo. Bởi vì không thể can thiệp sâu vào cuộc sống của các con được. Con nên lựa lời nói với em con, để thư thư một thời gian nữa. Nếu nó vẫn nhất quyết, bố sẽ mua cho nó một căn hộ để hai vợ chồng nó ra ở riêng. Nhà cháu thì không ai thích ăn đồ ăn lại, mà cô cứ mua nhiều quá để thừa vứt đi nó phí đó. Thôi được rồi, từ ngày mai tôi đi chợ về, cô xuống mà cân đo đong đếm cho nó chuẩn chỉnh đi, rồi tôi nấu. Vâng, ý cháu là như thế đấy ạ.